Tiếp tục hành trình khám phá hương vị ẩm thực, đầu bếp Ngọc Thuận sẽ giới thiệu với ca sĩ Trương Bảo Như và quý khán giả món cá lóc hấp bầu. Đây là món ăn dân dã nhưng lại thu hút thực khách bởi hương vị mộc mạc, tự nhiên. Cách chế biến món ăn này ra sao? Mời quý vị tìm câu trả lời cùng với Hành trình hương vị được phát sóng vào lúc 19h40 Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.